Là chị con gửi gì đây là xin tiền cha con. Chú nào á đưa vô, đến ngày đi là cái chú chữ ngồi đầu lớn chờ, không cho tiền bắt nhỏ đi. Dạ em Nghĩa xin chào cô chú anh chị. Hiện tại em đang có mặt ở Trà Vinh và hôm nay em xuống thăm lại hoàn cảnh cô bé 15 tuổi trong lúc đi làm thì bị người khác dụ sanh con, thì cô bé đã có ý định là nhảy cầu để kết thúc và cũng được công an cứu. Bé cũng đã bỏ đi khỏi quê. Sáng hôm nay thì bé có gọi điện thoại em nói là chú ơi thì hôm nay con về nhà có gì chú xuống chú ngồi ghi hình cho con, chứ một phần nữa thì con cũng không có dám về nhà. Thì khi mà nghe bé nói là bé về nhà thật sự thì rất là mừng cô chú chị. Thì em chờ bé nãy giờ thì cũng hơn một tiếng đồng hồ rồi, bây giờ là gần 12 giờ rồi. Thì bé nói em là tầm 10 giờ thì con sẽ về, nhưng mà tới giờ thì bé chưa về. Rất mong cô chú chị xem cho em xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ, một bình luận để ủng hộ em. Em chân thành cảm ơn ạ. Chú. Chào con. Dạ. Chào cô. Cô thì bị lãng tai rồi. Chú gắn cho con nha. Dạ. Sáng nay xuống thì nghe là con đi lụm về nước hả? Dạ. Con đi lụm về nước để làm cái gì? Để cho ba chồng cầm mấy sông. À. Sáng thì chú xuống, chú nghe ba con nói là con đi lụm về nước. Dạ. À. Mấy ngày nay trong nhà mình có gì mới không con? Rồi cuộc sống mấy ngày nay sao rồi? Cũng thường ghê. Con là ở nhà giữ em suốt luôn hả? Dạ. Ừ. Lâu con cũng đi làm gì phụ người ta. Con làm gì con? Con đi chợ củi người ta, không lụm nhiều nước cho người ta trồng á. Rồi lụm vậy rồi lâu lâu rồi mấy cô chú có cho con tiền xài không? Dạ có. Lâu lâu mới cho ha. Dạ. Chào chú. Dạ. Rồi con chưa, con cho bé ăn cơm chưa? Dạ ăn rồi á. Rồi hả? Dạ. Con dẫn chú đi tham quan nhà con, mấy ngày nay trời mưa chắc cũng dột hết rồi. Dạ. Ui. À. Ủa bé bữa tên gì chú quên ta? Dạ Cát Tường. Cát Tường ha. Dạ. Nhà của bé đây là cái khu bếp với rửa chén bát đây nè. Dạ mưa. Mấy ngày mưa quá rồi. Dạ mưa nó dột quá, trên nó cũng sụp luôn á. À. Trên rồi. Nó sụp á. Mẹ con thấy chị sửa nhà là chán trong nhà cái nước á. Dạ. Rồi nhà của cô chú này nước ngập hết chưa? Dạ. Mưa gió rồi. Căn nhà này là căn nhà tình thương đó con. Dạ. Căn nhà tình thương hồi trước thì cho cũng lâu rồi. Ở dạ. Trên thì cũng muốn hư á, nhưng mà cũng trú mưa trú nắng được. Còn ở phần bếp thì te tu hết rồi. Dạ, te tu hết rồi. À. Con đừng có lấy nha. Phải chú la kìa. Ừ, mở gì? Có lấy. Kìa, chú nói con kìa. Ừ. Trời, thương ghê không? Bé này thì mẹ thì bỏ đi rồi, cô chú chị. Ba thì không có biết ba lạ hết á. Dạ. Còn đây là em gái. Chị thì bỏ đi. Dì thì ở nhà nuôi con. Dạ. Thương quá. Chú hỏi con đi kìa. Ừ. Chào chú đi. Anh chào chú đi. Chào mà, chào đi. Chú lại mấy lần rồi mà. Nhát hả? Dạ. Sao hồi nãy chú thấy bé đi đứng được, giờ thấy chú lại nhảy lên ôm à? Nhát. Nó sợ. Ở chú ngoài lợn nó hú rồi đó. Vậy hả? Ừ. Đâu con hạ xuống hư chịu không? Chú ơi, không chịu. Không chịu nó đu lên đó. Chú ơi, chú ơi. Xuống đi chơi thôi. Đó, xuống chú được rồi. Rồi nhà con xài nước đâu con? Xài nước mua tưa. Ừ. Bơm đến đây hả? Dạ, bơm nó xài á. Bơm đâu con? Bơm vô cái lu, bơm vô mấy cái lu ở chữ gì đó. Ngày hết thì bơm. Bơm ngoài đúng không? Dạ. Dột hết rồi. Dạ. Đây là sàn nước hả con? Dạ, sàn nước tôi bể hết rồi.
Nhà tắm cũng mưa cũng sập hết luôn. Để chú ra ngoài đi, qua thử rộng. Cái này là cái nhà tắm con hả? Trời ơi, nhà bếp đây luôn hả con? À, sập hết rồi. À. Đây là cái nhà tắm con hả? Sập hồi nào con? Sập cũng ít bữa rồi. Bão quá hả? Trời ơi, đi thấy cái nhà tắm sập đau lòng ghê luôn cô chú anh chị. Ít bữa mẹ con mới có chầm lá sửa lại. À, chầm lá hả con? Dạ. Lá đâu mình có để chầm? Dạ, xin người ta cho thì mình đốn á. À, là mẹ con đi đốn lá luôn hả? Dạ. Ừ. Dạ, thường thường là tắm đó hả? Dạ. Rồi sập rồi mấy ngày con tắm đâu? Tắm ở nhà cô con. Ừ. À. Từ hồi hôm trước giờ em đi quay là em thấy là hoàn cảnh của gia đình của cô chú rất là bi đát luôn cô chú anh chị. Chú thì khuyết tật, cô thì cũng bệnh, cũng không có làm gì ra tiền á. Rồi bé nhỏ thì hiện tại là nghỉ học, rồi nuôi cháu nữa. Mẹ thì bỏ đi, ba thì không biết là ai. Hoàn cảnh thực sự rất là bi đát luôn á. Con là giữa em vậy, con có ước mơ gì không? Thấy nhà cửa sập gì á, ước mơ gì không? Ước gì có tiền sửa lại cái nhà lại nó dột quá. À, sửa thì sao con? Sửa chỗ nó ăn thôi á. Trong đầu con suy nghĩ là sửa như thế nào? Thì con cũng chưa biết. Rồi tới giờ là có ước mơ gì chưa? À, chưa. Sao không ước mơ trúng số? Nhà nào có chơi số. Không chơi số hả? Thương ghê. Nhưng mà con ước mơ là sửa căn nhà như thế nào? Không biết. À vậy hả? Hay là con ước mơ sửa căn nhà bằng lá hay là sửa căn nhà bằng tôn? Lá tôn là cũng miễn sao ở được à. Ừ. Sao con không ước mơ có nhà tường luôn đi? Nhà tường xây không có nổi. Sao vậy? Dạ xây không có nổi, không có tiền xây nổi. Mình ước mơ mà. Ừ. Con không dám ước mơ hay sao? Dạ. Thương ghê luôn cô chú anh chị. Bé còn nhỏ nhưng mà bé cũng rất là hiểu chuyện luôn á. Không có dám ước mơ nhiều. À, có lá là con đi đốn lá với mẹ hả? Dạ. Con có biết chầm lá không? Dạ không, con biết đốn như con biết chầm. À, là con biết đốn lá chứ con không biết chầm ha? Dạ. Ừ. Dì mình giống như mẹ luôn á. Có bao giờ con ôm con hò cho em ngủ không? Dạ không, nó uống sữa lăn tự ngủ rồi. À. Chứ không nhõng nhẽo lắm ha? Dạ. Nếu mà chú mà không lại thì con thả bé đi được ha? Dạ, nó chạy ra lỗ, có sớm mút á. À. Chạy lộ chơi ha. Dạ. Lấy kem hay đồ ăn kỹ tự hú, nó kêu lại. Vậy hả? Dạ. Đâu con thả cháu xuống để thử coi. Không chịu. Không chịu. Dạ. Chú. Dạ. Mấy nay khỏe không? Khỏe. Khỏe ha. Rồi mấy nay ăn uống, nhà mình ăn uống làm sao? Ăn uống vậy. Một ngày ăn mấy cử nè? Ba cử. Ba cử ha. Sáng ăn cháo. Sáng ăn cháo. Chiều ăn, trưa ăn gì? Trưa ăn cơm. Trưa ăn cơm, rồi chiều chú ăn gì? Ăn cơm. Cơm luôn. Ngủ. Rồi bữa giờ có ăn phở chưa? Chưa. Rồi có ăn gà chưa? Ăn gì? Ăn thịt gà. Chưa. Chưa luôn hả? Rồi có ăn thịt bò chưa? Chưa. Chưa hả? Không. Rồi bây giờ chú thích ăn món gì nhất? Có gì ăn đấy. Dạ. Thương ghê, có dạng đó à. Dạ. Có gì ăn đó à. Dạ. Con hôm nay con xuống đây với chú. Trước dạ. Tiên là con hỏi thăm sức khỏe gia đình, chúc sức khỏe. Dạ. Dạ. Cũng như là con gái của chú á, có gọi con nói là chú ơi, chú Nghĩa ơi, hôm nay con về mà con không có dám về nhà, chú xuống giùm con. Nhưng mà con đợi tới giờ con gái của chú cũng chưa về nữa. Nên là con quay phim trước lần coi làm sao. Dạ. Nghe con gái chú về con cũng mừng gì á. Con gái chú về để mà chăm sóc bé nhỏ nè, chứ bỏ vậy thì bỏ vậy tội nghiệp. Tội nghiệp. Dạ. Từ ngày con quay về con gái chú có về lần nào chưa? Về, có về một lần nữa đi nữa rồi. Về một lần rồi đi nữa hả? Sao đi nữa chú? Không đi sạch quá.
À, về không tiền xài đi nữa hả? Là sao con gái? Con lên đây nói chuyện chú đi. Là sao con? Là chị con gì gửi về đây là xin tiền cha con. Xin người đi liền vậy á. Thì cha con không có cho chị con đi vậy á. Không có ở nhà. À, chị con là về lúc nào? Dạ, bữa thứ bảy. Thứ bảy? Dạ. Rồi về rồi đi nữa hả? Dạ. Rồi đi trong ngày luôn hả con? Dạ. Rồi lúc mà chị con về, chị con nói chuyện với con sao? Nói về thăm em chút vậy rồi xin tiền cha. Ừ. Thấy chú Nghĩa cho vậy chị con về xin. Ừ. Cái cha không cho chị con mình đi liền. Chị cha con kêu chị ở lại ít bữa chơi với em, không có chịu đi liền vậy á. Rồi lúc đó con có nói gì với chị không? Là có kêu chị về ở mà không có chịu. Ừ. Đi liền. Cũng có người hồi nãy thấy đó, bữa đó có người rước đó, chặn rồi ra ngoài lộ lớn rước đi á. Cũng như là lúc mà chị con về là có người chở về, có người rước đi hả? Dạ. Ừ. Về là chủ yếu là chị con xin tiền thôi hả? Dạ. Xin tiền làm gì chú? Mới đi mà mướn vậy. Mà mướn ha. À, chắc một phần là chị con cũng bây giờ cũng không có tiền đó. Nhưng mà chị con về tới nhà rồi cũng gán ở với ba với mẹ với con cái chứ bỏ gì cũng tội. Rồi từ từ rồi tính toán lại. Tại vì lúc trước thì chú cũng có hứa là khi nào mà chị con về đó thì chú cũng kêu gọi Mạnh Thường Quân ủng hộ một xíu để giúp cho chị con có tiền nuôi bé xíu, cũng như là tạo một công ăn việc làm nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà qua cái cách mà chị con vậy thì chú thấy là hình như là chị con thích đi hơn, thích ở á. Dạ, chị con thích đi hơn. Ừ. Tội nghiệp ghê không? Đi chơi. Về là xin chú bao nhiêu tiền? Dạ, xin cho con 3 triệu. Xin 3 triệu luôn hả? Dạ. Xin 3 triệu rồi nói làm gì con? Con nói gì chơi, chị nói xin đi chơi à. Xin đi chơi hả? Dạ. Xin tiền để đi chơi hả? Dạ. Trời. Cha con không có cho. Con cũng cản rồi cũng không có cho. Tiền cực khổ mà trong khi đó là nhà con đâu có ai làm ra tiền đâu. Tự nhiên chị con về xin 3 triệu đi chơi. Dạ. Để xíu nữa chú gặp chị con chú nói chuyện thử coi. Dạ. Tại vì chị con có hẹn chú là 10 giờ mà giờ gần 12 giờ mà chưa thấy về nữa. Dạ, có biết chị không có về không? Vậy đó hả? Dạ. Nhưng mà chị con có hứa chú vậy mà. Dạ, chị con không chịu về cũng không biết nữa. Ừ. Tại vì lúc đó thì chú cũng không có biết. Cái ngày hôm qua thì chị con có gọi cho chú lúc tối, lúc chiều chiều chứ. Rồi lúc sáng sớm thì chị con có gọi lần nữa thì nói là khoảng 10 giờ về. Nhưng mà chú cũng rất là đang phân vân, cũng nghi ngờ xíu. Sợ có người gọi, có người mượn chị con gọi. Ừ. Chú sợ là chị con về, trong đầu chú cũng có suy nghĩ rồi. Chú sợ là chị con về sẽ gom tiền trong nhà mình đi á. Nhưng mà lúc đó thì chú không biết. Xong rồi nãy giờ thì nghe con nói với ba con nói thì chú mới biết là có lẽ là chị con về chủ yếu là muốn lấy tiền đó. Dạ. Rồi từ ngày mà chú có ghi hình đó là chú hứa là sẽ hỗ trợ, nếu mà chị con về thì chú sẽ hỗ trợ tiền cho chị con. Dạ. Tạo một cái công việc làm nhỏ nhỏ để nuôi bé. Dạ. Nhưng mà trước khi mà chị con về thì chú chưa có hỗ trợ, chú sẽ để một thời gian rồi chú coi chị con về đây sinh hoạt người sống như thế nào, rồi chú sẽ hỏi lại bà con lối xóm. Khoảng một thời gian chú mới hỗ trợ cho chị con, chứ không phải là chị con về là chú lấy tiền của Mạnh Thường Quân, không hỗ trợ liền được. Dạ. Vì á cho đi mình lấy tiền cho là đi luôn á chú. Dạ. Dạ. Con chú về á, tạm thời về cho ở đây rồi con xem chị con như thế nào nữa ha. Dạ. Nếu mà được thì chú sẽ hỗ trợ tiền cho chị con, có thể là lấy 100 tệ số ngày bán nuôi con cũng được rồi. Dạ. Được hết đúng không? Dạ. Tại vì nhà mình đi ra ngoài đây cũng có chợ đó. Dạ. Đây cũng nhiều người bán vé số đó. Ừ. Nếu mà chị con về thì có thể là con với chị con đi bán số luôn cũng được. Dạ. Rồi bán xong mình tranh thủ mình về mình giữ bé. Dạ. Có thể là chị con bán buổi sáng hay con bán buổi chiều gì đó. Dạ. Chia nhau bán rồi ấy. Ừ. Nhưng mà chú nhớ nha. Dạ. Là không có cho tiền nha. Ừ. Không cho tiền nha. Ừ. Cái bữa đó là chị con về giữ không? Dạ cũng giữ. Nói sao? Nói là cho thẩm cho tiền bắt nhỏ đi. Nó biết gì hồi đó cho vô chùa được rồi khỏi làm gì đây. Trời. Dạ. Chị nói vậy luôn hả? Dạ.
Vậy cha con không cho tiền là chị con nói tiền gì không à? Không cho tiền thì đòi cho nhỏ vô chùa à? Chú cũng không ngờ là chị con lại như vậy nữa. Chú mà tưởng chị con giống như con chứ. Chị của con có nói chú là do là nhà của con không có điện thoại nên là không gọi về được, nói vậy đó. Chứ cũng không có nói là đã về nhà rồi. Thì hẹn chú hôm nay là con về chú xuống ghi hình. Rồi chú mới hỏi là con về để làm gì, con về đây con ở luôn hay là con về rồi con đi nữa. Thì bé mới nói á là con về con ở luôn, thì nghe cũng mừng chú. Dạ. Rồi bây giờ con suy nghĩ lại, khi nãy giờ con nghe chú với con gái của chú nói á là bé cũng về một ngày rồi, thì con cũng không biết là bé đó về thương con hay là vì tiền nữa. Con nghĩ là chắc chịu thì sẽ thương tiền thôi. Về con nhí nhà không chịu, không cho ẩm được nữa. Nó không chịu ẩm, ẩm xíu là khóc. Vậy là con nghĩ là chị con vì tiền về hả? Dạ. Chị con đi hồi đó giờ về nó cũng không biết mà con mẹ nó sao nữa. Mẹ nó lại gần nó thì nó sợ, nó khóc. Khóc. Nhưng mà chị con thì cũng còn nhỏ tuổi. Nên là chú thì cũng hy vọng là gặp chị con rồi chú nói chuyện. Để cho chị con có cái nhìn, cái suy nghĩ thoáng xíu. Chị con cũng chưa gặp, tiếp xúc nhiều quá người á, nên là cái suy nghĩ cũng chưa có thay đổi gì mấy. Thì chú cũng mong mà chờ đợi để mà gặp chị con, để tư vấn cho chị con, để chị con ở nuôi con. Chị con về một lần rồi, hôm nay mà chị con về lần nữa là có thể là chị của con đang muốn thay đổi á. Con cũng chưa biết nữa. Chưa biết hả? Con cũng hy vọng thôi ha. Nhưng mà bữa đầu tiên về là chủ yếu là về lấy tiền thôi à? Cái bữa về là ai đưa vô đây con? Có cái chú nào á đưa vô. Đến ngày đi là cái chú chỉ ngồi đầu lớn chờ. Bé Thiết rất là tội nghiệp luôn cô chú chị. Bé giờ là phải nuôi nuôi con của chị, đồng thời là gì nói để mà cho bé sau này bé đừng có tủi thân á. Con gọi mẹ để bé lớn lên bé bớt buồn. Rồi khi nào mà mẹ về thì cũng gọi mẹ nữa. Cái ngày hôm bữa thì chú thấy con gái chú về chú mừng dữ không? Mừng dữ rồi sau khi mà ở nhà nó ổn không chịu ở. Nhưng mà sao con gái xin 3 triệu không cho? Nó không cho rồi cho nó 3 triệu rồi nó định đi ạ. Chạy nó chạy định gì nữa để tiền vợ đâu vậy đây mua chở rồi con đúng không? Dạ là cho 3 triệu tiền bạc đâu mua sữa rồi mua cho bé nó uống ha. Dạ cho cái cho chị con cũng nó cũng làm hoài á. Cho hoài cũng xin hoài á. Ủa vậy từ đó giờ chị có hay xin tiền lắm hả? Dạ mà không với cô con không cho. Cô kia đừng có cho cái nó quen xin hoài. Rồi từ lúc mà chị con đi làm có gửi tiền về cho ba mẹ không? Dạ không. Không đi luôn về, hả? Đi về tự xài á. Tự xài luôn hả? Dạ tự xài. Không có đem gì đây ngược ngàn nào hết trơn. Dạ. Không đem gì đường bệnh nữa. Ngày hôm nay thì con có hy vọng là bữa nay gặp chú thì chị con thay đổi không? Con cũng muốn hy vọng nữa, chị con cũng hơi khó tính đó. Kiểu như là nghĩ theo ý mình thôi hả? Dạ. Rồi lúc mà chị con về á, con có hỏi chị là cái bữa sao mà chị nhảy cầu không? Không có, không nói về đi liền, không nói gì hết trơn. Về khoảng bao lâu đi con? Rồi cũng gần 1 tiếng, 2 tiếng rồi đi liền. Về chủ yếu là xin tiền ba không cho. Dạ. Rồi có ẩm bé không? Dạ ẩm không được, nó không cho. Tệ lạ. Dạ. Rất là tội nghiệp chú luôn á. Bây giờ là chú mà cho tiền là con gái ôm tiền đi luôn ha. Dạ. Tiền mắc mà con gái cũng đi luôn. Dạ. Nên là chú giữ tiền cẩn thận nha. Không thì chú gửi tiền cho bà con chú đi để bữa về cài tủ á. Con trao gửi mấy cô con hết. Gửi hết chưa? Dạ hết rồi. Để về cài tiền á. Dạ. Thì trong nhà của con chú thấy không có tủ nào mà có đồ phá luôn. Dạ không. Vậy là tiền bạc gửi hết rồi hả con ha? Dạ. Hồi nó đi chơi. Gửi đi. Chơi á. Chơi cái nhà dưới lại mình. Chưa có đèn chợ.
sửa nhà dưới hả? Cũng như là chú ước mơ có tiền sửa nhà dưới ha. Con thấy là cái nhà trên cũng muốn hư nè. Muốn hư rồi. Dạ. Cái mưa cái trên cái chỗ đồng tay nó chảy nước xuống là chỗ cái trước cửa nó bẫy. Dạ. Để chú ơi, để con quay clip này con xem là có bà con cô bác nào giúp cho gia đình mình có tiền sửa lại nhà ha. Dạ. Sửa được như hay nhiêu hả chú? Dạ. Chỉ yếu là chú tránh mưa tránh nắng được ha. Ừ. Giống như là con ước mơ là chỉ là sửa căn nhà như thế nào con? Con không suy nghĩ được ha. À. Con suy nghĩ là chỉ là ước mơ là đựng giọt là được hả? Dạ. À. Rồi có suy nghĩ là ước mơ sau này làm gì để nuôi ba mẹ không? Dạ không. Còn nhỏ xíu thì không ai muốn đâu. Rồi chỉ bây giờ là biết đi làm rồi vòng vòng trong nhà rồi thọc bắp chuối bắt ốc vậy đó. Dạ. Rồi cháo thôi à. Dạ. Bữa nay chú không xuống thì cái bữa con cũng đi chợ củi chứ không thấy thấy con à. Vậy hả? Con dạ. Đi chợ củi đâu? Con chợ củi ngoài sông lớn á. Đi với ai? Con đi với cô ba con chở cho mối á. À, con đi mấy ngày về? Đi sáng thì chiều về á. À, sáng thì chú xuống thì thấy con đi lượm dừa nước, mà lần đầu tiên chú mới nghe lượm dừa nước là gì á. Thì chú hỏi xong thì mới biết con là lượm mấy trái dừa nước khô dạ. Nó rớt ra đúng không? Dạ, có mộng á, trồng cặp mấy sông á thì nó bự, có ba ống tháp, ba ống nằm vậy, cái lá nó xài vừa lập nhà được. À. Để buồn ăn cũng được nữa. Ừ. Cái bẹ nó thì là sắn cái bẹ nó làm dây cũng được nữa. Cô, hello cô. Hai. Hai. Bây giờ thì em sẽ chờ mẹ của bé về để ghi hình cho cô chú chị biết. Thì mẹ bé có nói em là 10 giờ sẽ về mà giờ 12 giờ luôn mà chưa về nữa. Nên là cũng không biết sao nữa cô chú anh chị. Rồi không biết là chuyến này về có xin tiền ba mẹ để mà đi xài không nữa. À. Không biết. Chú cũng không hiểu sao mà chị con lại vậy nữa. À. Trong khi đó nhà con có tiền bạc gì đâu, lỡ mà sinh em bé vậy rồi thôi đi. Ba mẹ cũng khổ. Quá trời khổ luôn mà giờ về để xin tiền của mẹ nữa. Trời ơi. Đi nằm đi. Bé rất là dễ thương luôn á. Con mà cho bé vô nhà giàu ở đi. Dạ thôi. Sao vậy? Nuôi hết cưng chứ. Cho vô nhà giàu ở đi. Dạ thôi. Rồi lâu lâu vô thăm. Chẳng rồi chú nói câu vui vui nha. À. Rồi con nuôi vậy rồi mới mốt lớn lên rồi con còn phải có chồng con nữa hay sao? À. Con mà nuôi nổi không? Dạ nổi. Hỏi nghe bé nói chuyện thấy thương quá cô chú anh chị. Giờ thì em sẽ chờ mẹ của bé về. Không biết là chuyến này về như thế nào nữa mà cũng rất là mong bé thay đổi cô chú anh chị. Do là bé cũng còn nhỏ tuổi á. Nên là cũng bé đi sớm nên là cũng ít có ai dạy nên là bé cũng lỡ như vậy rồi. Giờ mình cố gắng mình phiên bảo bé được nào hay đó. Chị con đi làm lúc bao nhiêu tuổi con? Dạ như đó là 14. 14 tuổi dạ. Mới đi có 1 năm thôi ha. Dạ. Rồi có bé luôn. Dạ. Hồi đó là chị con làm gì con biết không? Con như giữ em cho người ta, như muốn em cho người ta. Ừ. Hai mẹ con. Chú à, hà. Hà. Cưng ghê không? Chú ơi. Cho bé vô nhà giàu nha. Sao vậy? Cô ơi. Hai. 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 À, ơi lại bà. Ý, bà ngoại. Bà ngoại, con nói chuyện bà ngoại không nghe đâu. Không nghe. Rồi tiền bạc là trong nhà của con là ba con gửi hết ha. Dạ. Rồi khi nào mà có xài gì thì ba con mới lấy ra hả? Dạ. Rồi từ bữa giờ con đi tiệm mà biết xài tiền cho vậy. Dạ, con mua với cô con à, không mua đâu hết á.
À, con mua mấy người quen ha. Dạ. Rồi giờ làm bài toán tính thử nè. Dạ con biết đâu. Làm bài toán nhỏ nhỏ thôi. Dạ. Có 100.000. Mua 99.000. Còn nhiêu? 1.000. Hay quá. Dễ. Dễ ha. Dạ. Có 200.000. Mua 110.000 còn nhiêu? Còn 90. Hay quá. Có tiến bộ rồi. Thử bài khó khó nha. Có 500.000. Mua hết 455.000 còn nhiêu? 55.000. Còn 44.000, 45.000. 45.000. Cũng được rồi, vậy giờ giỏi rồi. À, em chờ mẹ của bé về, không biết là mẹ của bé có về không cô chú chị, để quay cho cô chú chị xem, cũng như là mong là bé về để ở với ba mẹ. Thật ra thì bé mới có 15 tuổi thôi. Rồi cái công việc thì cũng mấy nay cũng không có tiền bạc gì đâu, nên là bé cũng hiện tại cũng rất là khổ luôn á. Nên là cũng mới về xin tiền chú á. Nhưng mà bé thì cái kiểu như con nít á, ham vui á. Dạ, dạ đúng rồi, con nít là hay ham vui á. Nên là cũng chưa có cái suy nghĩ chín chắn á chú. Dạ. Nên là hôm nay con cũng gán đợi chờ xem là con gái chú có về không ha. Dạ. Chứ giờ con mong là sẽ về để khuyên bảo cháu, để một phần nào đó cho bé có một cái suy nghĩ tốt hơn đó chú. Dạ. Con nghĩ là chị con về không? Con không có nghĩ vậy. Chị con thông báo chú rồi, nên là chú chạy xuống luôn. Mà giờ chờ hơn 2 tiếng rồi cũng chưa thấy về nữa. Để bây giờ chú sẽ chạy ra lộ kiếm chị con lần nữa. Nếu mà chị con không về thì cũng chia sẻ với quý cô chú anh chị là hiện tại thì mẹ của bé cũng về rồi, nhưng mà có hứa với em là hôm nay sẽ gặp em để ghi hình đó. Nhưng mà hiện tại chưa có gặp được nên là sẽ chờ đợi tiếp nha. Bây giờ con đây con đợi chú nha. Rồi chú ra tìm chị con lần nữa nha. Từ hồi nãy giờ thì em cũng đi ra kiếm bé gái 15 tuổi, thì có nói với em là khoảng 10 giờ con về, nhưng mà em chờ tới giờ là 12 giờ hơn rồi cô chú chị, mà bé cũng chưa về nữa. Em gọi điện thoại thì bị thuê bao rồi, em cũng không biết là bé có về hay không nữa. Con hái gì vậy? À, chú cũng không biết là chị con có về không nữa con ơi. Chị con hứa hứa vậy thôi, chị không có dễ gì nữa. À, chị hứa vậy thôi hả? Dạ. Trời ơi, mùi giời. Ôi, nãy uống sữa hả? Nó quặn á. Dễ thương quá. Công nhận đụng vô cái em ngu liền ha. Nãy sao? Thương quá. Bữa nay là mẹ của con là nói chú là mẹ con về, nhưng mà chú đợi thì chắc lẽ là mẹ con tắt nguồn, mẹ con trốn luôn rồi. Dạ. Cũng không biết sao là lại điện thoại chú nói là về để chú xuống. Chú cũng mong là chị con về để nuôi bé mà giờ vậy không biết sao nữa. Và một phần em xuống thì nghe gia đình chú với bé gái 14 tuổi thì nói là chị bữa có về rồi một lần. Điện thoại em thì bé cũng không nói là có về nữa cô chú chị. Bé nói em là chú ơi bữa nay con về đó, rồi chú có xuống không? Nói có. Rồi cuối cùng thì khi mà xuống thì nghe tin là chị về để chị lấy tiền chị đi ăn chơi hả? Dạ. Trời ơi, chú nghe chú cũng rất là mắc mãn luôn con. Do một phần là chị con cũng còn nhỏ thì mong là chị con cũng sẽ thay đổi khi mà xem được clip này. Dạ. Chắc là chú với chị con cũng không có duyên rồi nên là cũng không biết sao nữa. Bỏ gì nè? Bỏ gì nè? Mẹ nói mẹ về mà chú chờ mỏi mòn luôn, mẹ không về. Chú chạy ra vô 4-5 lần rồi kiếm mẹ cũng không được. Điện thoại thì thuê bao. Con gái chú có về chứ cũng phiền nha, tại bé cũng còn nhỏ. Mẹ cũng nhỏ. Dạ, nhiều khi cũng ham chơi. Ham chơi. Chứ giờ cũng kiểu như là đi rồi cũng không có tiền á, nên là cũng về muốn xin ba tiền đó. Cũng chưa có đủ lớn để suy nghĩ với chị con cái. Nhưng mà một phần thì cũng hơi dở, thật sự là hơi dở. Bé gái này mặc dù có 14 tuổi nhưng mà
bé giỏi hơn chị rất là nhiều. Còn chị thì bỏ bê vậy, thật sự chị hay dở lắm. Dạ. Dạ. Do là mình ở vùng quê, mỗi bé có mỗi cái ý thức khác nhau á chú. Dạ. Dạ. Thì cũng mong là thời gian nào đó con gái chú cũng dạ. Cũng về ha, về nuôi bé. Giờ cũng còn nhỏ. Nó không nuôi. Dạ. Chắc để chú nuôi không á. Ông ngoại chú còn phải nuôi luôn. Mà ông ngoại làm gì nuôi nè? Nuôi. Làm gì? Ở nhà. Ở nhà. Cô thì không có nói chuyện, cô giống chị ơi. Ừ. Do là cô đâu có nghe gì đâu nói. Tội lắm. Trời ơi. Mẹ đâu, mẹ đâu? Mẹ đâu? Mẹ đâu? Nè nè nè. Ra cho bánh nè. Ủa cô là hàng xóm hả? Em thứ 6, thứ 5. Em hả? Dạ. Dạ. Con nay con xuống nghe mẹ bé về, có hứa con về. Mà con đợi sáng giờ không thấy về, nó là 10 giờ tới. 10 giờ này đó hả? Dạ, giờ 12 giờ rồi chưa về. Ừ. Dâu. Thôi bây giờ con đem cho người vào đi. Ủa nếu mà chị con mà hôm qua về mà bắt cháu con đi con cho không? Cả nó được không? Dạ. Bé là chạy qua với con chơi. Dạ hả? À. Nếu mà chị con ôm đi rồi con tính sao? Dạ luôn quá. Con ôm nó lại hả? Dạ. Có chạy ôm nó lại không? Dạ có. Vậy là mai mốt mà chị có về nhà con nhớ là giữ cháu kỹ nha để đem cho á. Dạ. Trời ơi. Gia đình này là bi đát khủng khiếp luôn cô chú chị. Không có làm gì đâu ra tiền. Làm gì? Dạ. Cô ơi, cô sinh bé này nha. Cô sinh bé này nha. Chào con đi. Không chờ. Chờ nha. Chờ nha. Ra giấu biết hả? Dạ. Trời ơi. Còn cái này là đâu chế ra đi con? Dạ người ta cho. À cái này cho ha. Dạ hồi nhỏ. Đã hen giá chị đi đã hen. Dạ. Thương à. Nó chứ đâu mình nuôi nhỏ giờ tới mến tay mến chân. Dạ. Tội nghiệp bé này nè. Giờ vừa làm gì? Yeah. Mai mốt là xác định là bé lớn anh kêu mẹ chắc rồi. Cô bé 14 tuổi làm mẹ luôn. Chị con cao không? Bằng con hả? Bằng con luôn hả? Là hai mà chị em giống nhau không? Cũng giống. Khuôn mặt giống không? Không. Chị con tóc ngắn tóc dài? Tóc dài cũng khách con, chứ khách cũng 5-1 à. Ừ. Nhưng mà chị con lại sẽ nghĩ dở hơn con à. Chị con nãy 20, hai người đã 6, con 2007, cách như có 5. Rồi mai mốt mà chị về cẩn thận, chị gom tiền đi nha. Dạ. Nhà con, chị con có gom gì chưa? Có đồ. Gom gì con? Đồ của con thì chị cũng lấy, đồ mẹ cũng lấy. Chị con không mua đồ, mua là mua bận được lần thì dục mà không bận. À, chẳng hạn như chị con gom gì vậy? Dạ, cái áo á. À, áo con hả? Dạ. Dạ. Bạn nhưng mà chị có đi làm mà lại lấy đầu con. Dạ con cũng không biết nữa. Con có làm đâu mà lấy chị lấy đầu kỳ vậy, chị dạ. Xấu kìa. Dạ, chị xấu vậy. Giống như chị con cũng còn nít đó, nên thấy cái nào đẹp cũng khoái. Dạ. Mua về, có mua đồ 100 mấy về bạn từng lần dục. Trời. Dạ. Dạ. Con nít thì nó không hiểu. Nhưng mà phải có người lớn kề cặp mới được, chứ để gì đi hư á. Cái giờ nó muốn đi nó muốn về thì sao mình giữ nó được. Nói chung giữ không được. Là bé là con đi lắm hả? Trời ơi, đi. Đi vậy sợ sau này không biết gặp ai nữa. Chị con đi khắp xứ luôn, xứ nào cũng đi. Xứ luôn á chứ. Xứ nào cũng có đi hết. Con. Xe tiền đâu nó đi. Sài Gòn đi trong ngày luôn. Đi trong ngày về trong ngày luôn. Vậy hả? Dạ. Mà tiền đâu đi? Thì đó con không đi. Vậy hả? Đi còn ngang rồi nó đi tới Vĩnh Kim tùm lum đi tới đâu. Mà không làm lại có tiền đi hả? Không, không có làm gì nó làm gì giờ. Phải nói nhà nó mượn nó đi làm. Thì nó nói cha mẹ chứ dỗ, nó cha mẹ tay biến đi không được. Thì mẹ là mình về không có tiền đi gì đó. Người ta lừa, người ta cho có gian đi khúc gì đó. Nó nhỏ xíu hả? Nó khờ lắm chứ nó cũng đâu lanh lẹ gì. Dạ.
biết. Dạ. Qua cách nói chuyện thì con thấy là bé cũng còn khờ mà cũng cũng còn thi tinh. Nhưng mà con không biết làm sao nữa. Để con gọi bé lần nữa thử thuê bao. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Hãy quý khách vui lòng gọi lại sau. Như nó điện sợ biết á, đi kiếm á, nó biết ở chỗ nào chỗ nào. Đi nó đi khắp xứ không biết đường nào tiến. Nó một chỗ mình biết đường đi khắp xứ. Sợ đi bà mốt có con bé nữa nè. Nó đi xứ nào cũng có xứ này, xứ Sài Gòn chỗ nào cũng đi được hết. Nhưng mà đi làm gì con? Nó cũng không biết nữa. Nó đi ra đường nó làm cũng không biết đâu. Dạ, nhưng mà tới giờ chưa làm luôn á. Tại kiểu như nhỏ này nó đi gom ngoài đường chứ nó không có đi làm mướn là thuê gì chứ. Dạ. Cái ngày hôm qua thì bé nói con là con chưa có làm gì luôn, con mới xin được một việc làm mà chưa có làm luôn. Ai biết. Vậy mà không chịu ở nhà với ba mẹ. Đi vậy. Nuôi con đâu. Dạ. Đi vậy đó. Đi vậy mốt không ai kề cập ra đứa nữa rồi khổ ba mẹ nữa nè. Rồi con là mẹ tiếp luôn á. Nghe sợ không? Không sợ. Mới 14, 15 tuổi là được hai mà đứa con luôn, sợ không? Sợ gì? Ê, té! Mà đi xuống giọt. Không giọt. Nó bay luôn. Ngươi. Ui. Rồi cuối cùng có khi nào chú bị chị của con cho leo cây. Leo cây không? Có, chắc có, bữa nay có đó cho chị vậy con như chú leo cây đó. Vậy luôn hả? Ừ. Có lẽ là về xin tiền được cho chú leo cây lại à? Ừ. Làm trừ luôn, leo cây trừ luôn. Đúng không con? Dạ có. Có thể hả? Có thể. Rồi sao mà thấy cảm thấy nó đau lòng quá vậy? Rồi chú đi nhìn tội kìa. Ý. Vậy là cuối cùng là chú, chị con cho chú leo cây. Leo cây ngồi chơi. Cuối cùng là vậy luôn hả? Dạ. Nhưng mà chị con cho chú leo cây là đã về rồi. Đúng rồi, chắc chú bị leo cây rồi con. Leo cây rồi mà còn khóa máy điện thoại. Mới luôn à. Nó điện cái gì vậy? Giới gì? Thầy mà. Nó là thầy trong xóm này. Yeah. Sớm nay ai cũng kêu nó bằng cho chị con bằng thầy hết. Sao nó nhỏ mà nó hay thiệt, cái nó xíu mà nó lăn lỡ. Hay quá à. Cho ổng đi, cho ổng đi đi. Cho chú đi đi. Ở dưới. Đi, đi theo chú đi. Chú hay chú đi. Đi nha. Đi theo chú đi. Có đi theo chú không? Không. Đang ngồi đang mình đó. Dạ. Úi. Đang ngồi mình chứ hả? Chú ơi, hôm nay con xuống đây có anh Phạm Minh Tiến á gửi cho gia đình của chú là 2 triệu để mua đồ ăn thức uống nha. Đúng rồi. Dạ. Chú cất kỹ nha. À, coi chừng con gái thấy về đi xin tiền nữa đó. Sợ chú đó. Sợ chú cho bữa nay mà tối về không mai nó về. Giấu để giấu đi. Dạ hả? Nó mới biết không nói vậy. Không có cơ hội, nó coi được. Có cơ hội. Có. Cô uống thì ngồi đuổi. Cô nó cũng coi thường xuyên vậy đó. Cái bữa nay ví dụ, bữa nay chú xuống đây có cho tiền cái tối không ai về. Đi về, ai về. Dạ. Biết. Yeah. Mấy bữa rồi thì chú cũng sợ là chị con suy nghĩ quẩn thôi, giờ chị về cũng mừng rồi. Dạ, còn về là xin tiền. Mình thì đừng có cho tiền là được rồi. Dạ, chị con dọn mấy đường nào đi khắp chứ. Dạ. Chứ bây giờ trong nhà khuyên thì không nghe, cũng không biết sao luôn á. Dạ. Chú con xin phép chú cũng về nha, chú về con. Dạ. Về cô. Về dạ. Cô. Dạ. Dạ. Thì có lẽ hôm nay là em bị leo cây. Mẹ của bé nhỏ 15 tuổi này cho em leo cây. Leo mà leo tới mấy tiếng luôn á. Thật sự thì thôi vậy cũng mừng chú chị. Hơi vì sợ bé suy nghĩ quẩn, bé làm bậy bạ thôi, chứ giờ bé cũng đã về nhà. Thì nếu mà con có xem được clip này á bé ơi, thì về đây ở với ba mẹ đi rồi nuôi con. Nghĩa xin phép và khép lại video tại đây. Em chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe và được nhiều thành công trong cuộc sống à.